Nhà trai chia lớn tặng cô dâu xế hộp hơn 6 tỷ trước ngày cưới. Mới đây cộng đồng mạng lại có dịp xôn xao clip chàng trai tặng cô gái chiếc xế hộp xịn sò, nhìn là biết xương xương tiền tỷ. Chiếc xe trong clip nhanh chóng được xác định là Porsche Panamera, giá của nó không hề rẻ một chút nào. Một số tài khoản bình luận giá xe sau khi ra biển đâu đó khoảng hơn 5 tỷ. Danh tính của cặp đôi cũng đã được cư dân mạng tìm ra. Cô gái may mắn trong clip tên là Thùy Dương, một hot girl khá tiếng tăm. Được biết Thùy Dương được chồng sắp cưới tặng xế hộp vì sắp về chung một nhà. Trên trang cá nhân, bạn bè của Thùy Dương cũng để lại nhiều lời chúc mừng đến vợ chồng cô. Theo Thùy Dương chia sẻ, không phải là 5 tỷ như tin đồn, giá của chiếc xe là 6,4 tỷ chưa ra biển.